Trong những tập cuối của bộ phim Mất Dấu phần 3, kịch tính ngày càng cao trào, đặc biệt là cái cách mở tập 37 và các nhân vật mấu chốt xuất hiện ở những cảnh phim cuối đã gây tò mò cho khán giả. Ở tập 30 và 31, tình tiết phim bắt đầu cao trào khi các nhân vật khách mời Tần Chí Kiên, Trịnh Tắc Sĩ đóng, Trương Kỷ Hoành, Khang Hoa đóng lần lượt xuất hiện, đóng vai trò mấu chốt đưa tổ chức tội phạm Eternity ra ánh sáng và thân phận của người cầm đầu là Di Tắc Dinh, tức Ngụy Đức Lễ cũng dần hé lộ. Và khi hai nhân vật Tần Chí Kiên và Trương Kỷ Hoành lần lượt chết yểu ở tập 34 và 36 thì cái kết của bộ phim cũng cận kề. Trong tập cuối cùng, Ngụy Đức Lễ với thân phận là Di Tắc Dinh bị phanh phui, Madam Ji, Quỳnh Trí Văn đóng vì trả ơn đã đỡ cho người yêu một phát đạn của sếp Trác, Miêu Kỳ Vĩ đóng mà phải ngồi xe lăn. Nhưng thật chất người bắn chết Ngụy Đức Lễ là anh La Thiên Tạ Thiên Hoa. Anh La Thiên Tạ Thiên Hoa với thân phận thần bí dùng phương pháp bắn tỉa giết Ngụy Đức Lễ với viên đạn vào đầu. Có thể nói sự xuất hiện của Tạ Thiên Hoa khiến khán giả vô cùng bất ngờ và chắc chắn sẽ là nhân vật mấu chốt của phần 4. Một tình tiết càng bất ngờ hơn là sự hồi sinh của tiếng vai Ân Thiên Hiệp, Tăng Thuấn Hy đóng, song song đó là sự xuất hiện của Bingo Khương Hạo Vân. Anh là người đã cứu Ân Thiên Hiệp. Với những khán giả đã xem bộ phim Thích Thám đều biết, nhân vật Bingo của Khương Hạo Vân là nội gián. Vậy thì thân phận của tiếng vai này trong cái kết của Mất Dấu phần 3 cũng là nội gián và hứa hẹn vai diễn này sẽ có đất dụng võ trong phần 4. Điều khán giả quan tâm nhất là tung tích của chị Đinh, Sa Thi Mạn. Trong phần 3, dù nhân vật này không xuất hiện nhưng vẫn thường xuyên được Bảo Xích, Lâm Phong đóng, Đàm Quang Hỷ, Hứa Thiệu Hùng đóng, Sếp Trác, thậm chí là Ân Thiên Hiệp, Ngụy Đức Lễ nhắc đến. Đặc biệt ở tập cuối của bộ phim, sau khi tổ chức tội phạm Eternity bị triệt phá, Bảo Xích đã quyết định đi tìm bạn gái. Vì thế, Bảo Xích đã đi gặp họa sĩ Trịnh Khải đóng, đang ngồi tù. Nhân vật này cầm bức họa vẽ chị Đinh nhưng không nói rõ tung tích. Xem ra phải chờ đến phần 4 mới biết được Đinh tỷ đang ở đâu. Và đây cũng là tình tiết phát triển mạch truyện nếu thật sự Sa Thi Mạn chịu trở về mái nhà xưa đóng phim. Cũng như trong Mất Dấu phần 2, Mã Quốc Minh tham gia diễn xuất với tư cách khách mời đến phần 3, trở thành nam chính. Vì vậy các diễn viên khách mời trong Mất Dấu phần 3 cũng có nhiều khả năng sẽ đảm nhận tuyến vai trụ cột trong phần 4. Nếu phần 4 có sự góp mặt của Tạ Thiên Hoa, Khương Hạo Vân, Trịnh Khải, Tăng Thuần Hy, cộng thêm Lâm Phong, Miêu Kỳ Dĩ, Quỳnh Trí Văn, Thái Tử Bối, Trương Trấn Lãng, Viên Vĩ Hào và đặc biệt là sự trở lại của Sa Thi Mạn, thì Mất Dấu phần 4 sẽ có dàn diễn viên TVB đỉnh nhất, hoàn mỹ nhất. Đã chờ 3 năm, lại chờ 3 năm. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục chờ thêm 3 năm để đón Mất Dấu phần 4 nhé.